Phim Tôi Sống Trong Tôi nói về Robert, một bác sĩ chỉnh hình máu lạnh đi săn tìm những gã đàn ông đã hãm hiếp con gái mình, cũng vừa tìm cách tái tạo một làn da mới cho vợ sau khi cô bị bỏng trong một tai nạn xe hơi. Đây là đẳng cấp phục thù cao nhất, người đàn ông cạo hết râu, sau đó trói anh ta lên bàn phẫu thuật. Bác sĩ Robert điên cuồng phẫu thuật ở phía dưới. Khi anh ta tỉnh lại, anh ta phát hiện mình đã không còn là đàn ông nữa. Anh ta vô cùng tuyệt vọng. Tiếp đó, Robert lấy loạt dụng cụ, bảo anh phối hợp sử dụng, nói rằng hiệu quả tốt. Anh ta liên tục bị đưa lên bàn phẫu thuật, cuối cùng hoàn toàn biến thành một người phụ nữ. Bởi vì lớp da này khá yếu, Robert bảo anh mặc đồ bảo hộ da vào. Từ ngón chân đến ngón tay đều được bọc kỹ, mà âm thanh của anh ta cũng biến đổi rồi. Ông có thể kéo khóa giúp tôi không? Nhân lúc Robert không chú ý, anh ta định đánh lén bỏ chạy, nhưng không ngờ Robert đã lắp đặt hệ thống khóa cửa từ xa, muốn chạy cũng không được. Dưới sự áp bức của Robert, anh ta quyết định chọn cái chết vì anh ta không chấp nhận được sự sỉ nhục này. Nhưng Robert có kỹ thuật siêu đỉnh lại cứu sống được anh ta. Vài tuần sau, mặt nạ của anh được tháo. Đây là khuôn mặt người vợ quá cố của Robert. Robert còn đặt cho anh cái tên Vera, từ đó nhốt anh ta trong phòng để anh ta mặc đồ của phụ nữ. Lúc đầu Vera cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, điên cuồng xé quần áo. Sau đó, dùng máy hút bụi hút hết, Robert còn đưa anh ta mỹ phẩm, muốn anh học làm một người phụ nữ thực sự. TV cũng chỉ có những kênh nhất định, anh ta nhàm chán chỉ có thể tập yoga để bớt chán. Để chăm lo cho cuộc sống của Vera, Robert đặc biệt mời một bảo mẫu đến. Vera bắt đầu không ngừng viết chữ lên tường, từ tóc ngắn đã thành tóc dài, cũng 6 năm trôi qua rồi. Để khống chế cảm xúc của Vera, trong nước luôn bỏ thêm thuốc an thần, ngày 3 bữa đưa cơm qua thang máy nhỏ. Muốn đồ gì thì chỉ cần gọi cho bảo mẫu, tất nhiên là trừ những vật sắc nhọn. Vera bắt đầu quen với váy vóc, dường như bản thân là phụ nữ thật rồi. Mà bác sĩ giam cầm anh ta là chuyên gia chỉnh hình có tiếng. Hôm đó về nhà, ông ta phát hiện Vera dùng sách tự sát, liền lập tức đưa Vera vào phòng cấp cứu. Vera lại được cứu sống. Để có được loại da tốt hơn, ông ta dùng máu lợn để thử nghiệm. Trải qua một loạt thí nghiệm gen, da nhân tạo mới được tạo ra. Robert thay da mới lên toàn thân cho Vera. Đây là một loại da nhân tạo hoàn toàn mới. Dùng lửa nhiệt cao đốt, Vera cũng không có cảm giác gì, côn trùng cũng không dám đốt, tiết kiệm được tiền hương mũi nhỉ. Nghiên cứu ra nó là chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng Robert, người phụ nữ lấy làm thí nghiệm bị ông nhốt trong nhà. Nhìn kiệt tác của mình, ông ta có chút hưng phấn, vì đó là làm theo khuôn mặt của người vợ quá cố của ông. Đáng sợ hơn là người phụ nữ đó từng là đàn ông. Nhiều năm trước, vợ của Robert gặp tai nạn xe nghiêm trọng, lửa đã làm biến dạng khuôn mặt bà ấy. Bà ấy không chịu được sự đau khổ này, lựa chọn nhảy lầu tự sát. Mà con gái đã chứng kiến một màn đáng sợ này. Điều này tạo nên ảnh hưởng nghiêm trọng cho cô bé, bao gồm dậy thì, tâm sinh lý. Robert vì để chữa cho con gái, đã đưa cô bé đến các buổi tiệc để giao lưu với người lạ. Một người đàn ông nhìn trúng con gái ông, đưa cô vào khu rừng nhỏ, rồi hắn định líu lều con gái Robert. Robert ra ngoài, chỉ thấy một chiếc xe máy rời đi. Lần theo quần áo và giày của con gái, mới tìm thấy con gái đang hoảng loạn. Chuyện xảy ra vừa nãy làm cho cô bé tâm lý vốn dĩ bất ổn càng thêm thảm thương, vì vậy phải vào viện tâm thần. Là một người bố, Robert quyết định báo thù cho con. Ông ta bám theo xe của tên kia, đuổi đến nơi thì đâm hắn xuống vệ đường. Không đợi hắn nói gì, Robert cho hắn một mũi gây mê, rồi đem cả người và xe đi. Đợi hắn tỉnh lại, phát hiện mình bị xích sắt xích lại, không có đồ ăn, chỉ có một chậu nước. Gọi trời không thưa, đất không thấu. Mà mẹ hắn ta nhận được tin đến đồn cảnh sát. Cảnh sát nói chỉ phát hiện xe máy bị hỏng nhưng không tìm được thi thể. Anh ta còn đang không biết vì sao bị bắt. Robert cũng không nói cho anh ta vì sao. Dùng vòi bơm rửa sạch người anh ta, đổi địa điểm tiếp tục giam anh ta. Sự cô độc kéo dài làm anh ta không phản kháng nữa, thậm chí có chút nghe lời. Con gái Robert vì trầm cảm quá nặng nhảy lầu tự sát. Điều này làm ông càng đau khổ, vì vậy báo thù bắt đầu. Ông ta gọi tổ bác sĩ của mình đến chuyển giới cho người đàn ông. Diện mạo cũng đổi thành giống vợ quá cố, rồi giam trong biệt thự. Bảo mẫu cho rằng như này quá nguy hiểm, nhưng Robert không quan tâm. Ông ta cho người làm trong nhà nghỉ hết. Sau khi biến kẻ hại con gái thành phụ nữ thì giam trong nhà. Hôm đó một người đàn ông đến nhà, anh ta là con của bảo mẫu, vì cướp tiệm vàng nên đến. Phát hiện ra Vera trong camera thì khúc gỗ trong quần cứng lên. Bất chấp sự ngăn cản của mẹ, anh ta trói mẹ vào ghế rồi tìm kiếm khắp biệt thự, cuối cùng cũng tìm được Vera. Lúc này Robert về đến nhà, nhìn thấy kiệt tác của mình bị trà đạp thế, liền nổ súng bắn chết anh ta, rồi nhanh chóng thiêu hủy thi thể. Sau khi xảy ra những chuyện này, ông ta cảm thấy có lỗi với Vera nên thả tự do không giam lỏng nữa. Hai người nảy sinh chút tình cảm, dường như Vera cũng không định chạy trốn nữa. Quen với thân phận này, Robert còn cho bảo mẫu đưa Vera đi dạo phố. Đồng nghiệp của Robert đến nhà chơi, muốn mua lại biệt thự này làm phòng khám. Robert có thể đồng ý chắc, nhưng ông ta lôi ra một tờ báo. Trên báo là Vera bị Robert giam 6 năm, lấy điều này để uy hiếp. Lúc này Vera về đến nhà nói mình không bị bắt cóc, hơn nữa vốn dĩ là phụ nữ. Nhưng sau khi nhìn thấy ảnh trên báo, tâm trạng hơi kích động, cố ý nén xuống. Robert cũng không chú ý. Đến tối, Vera lén xuống tầng, rồi để một khẩu súng vào túi, quay lên tầng. Robert cảm thấy kỳ lạ. Ông nghĩ Vera đã yêu mình, nhưng Vera lại vẫn muốn chạy thoát. Tất cả mọi thứ đều là diễn để cho Robert hạ cảnh giác. Vậy là một phát giết Robert. Bảo mẫu nghe thấy tiếng súng thì cầm súng chạy lên lầu.
Vera đã trốn dưới gầm giường, nhân lúc bảo mẫu không chú ý giải quyết bà ta. Vera lau sạch vân tay trên súng, trốn khỏi nhà tù, nơi giam mình 6 năm, về đến tiệm quần áo của mẹ, nhưng mẹ và người nhà không nhận ra, cho đến khi Vera nói ra chân tướng, nhưng mẹ làm sao để đối mặt với con trai như này. Bộ phim đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Các bạn ơi, các bạn cảm thấy bộ phim ngày hôm nay như thế nào? Comment ngay phía bên dưới để đóng góp ý kiến nhé. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn like, share và đăng ký kênh để luôn cập nhật và theo dõi những bộ phim.